Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay lại với Warrior. Trước khi bắt đầu chủ đề hôm nay, hãy đảm bảo bạn đã nút like, subscribe cũng như nhấn chuông bên cạnh để có thể nhận những video mới nhất đến từ Warrior. Và chủ đề hôm nay chúng ta chính là 11 dấu hiệu cho thấy bạn là người thành công. Mỗi người đều có những quan điểm khác nhau về sự thành công. Nếu chúng ta cứ mãi nhìn vào thành tựu người khác và so sánh mình với họ, ta sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Cho dù bạn có trở nên xuất chúng, vẫn luôn sẽ có những người tài giỏi hơn bạn, giàu có hơn bạn, hạnh phúc hơn bạn. Chính vì vậy, chúng ta nên tập trung vào bản thân mình và tự hào với những thành tựu nhỏ mà chính mình đạt được. Dưới đây là 11 dấu hiệu để cho bạn thấy rằng bạn đã thành công hơn những gì bạn nghĩ. Đầu tiên, bạn biết những gì bạn muốn, mặc dù bạn chưa biết cách thực hiện như thế nào. Khi có được một định hướng rõ ràng, bạn sẽ có được động lực để có thể bắt tay vào làm, cố gắng hết mình để có thể vượt qua giới hạn của bản thân và không còn cảm thấy sợ hãi và lo lắng khi đối diện với những thử thách. Nếu bạn đã tìm thấy được mục tiêu của mình và luôn hào hứng chia sẻ về điều đó với những người xung quanh, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đã thành công. Thứ hai, bạn không cần là tâm điểm của sự chú ý. Bạn không còn mong chờ những lời khen ngợi hay tán dương từ những người xung quanh mỗi khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dĩ nhiên, bạn vẫn thấy vui nếu người khác công nhận thành quả của mình, nhưng bạn không còn bận tâm quá nhiều về vấn đề này. Thay vào đó, bạn tự hào với những gì mình đạt được và tận hưởng thành quả từ quá trình nỗ lực của bản thân. Thứ ba, bạn đề nghị được giúp đỡ khi cần. Nhờ mọi người giúp đỡ là một sức mạnh. Từ chối nhận giúp đỡ, không quan tâm mình đang gặp khó khăn đến mức nào là một dấu hiệu của sự non nớt về cảm xúc. Đề nghị được giúp đỡ cho thấy bạn không ngại mọi người phát hiện ra điểm yếu của mình và cho thấy rằng bạn hiểu rõ rằng không ai có thể thành công một mình được. Thứ tư, bạn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình. Giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình, ở trong mọi hoàn cảnh vẫn có thể giữ được trạng thái cân bằng, không để cảm xúc hay ham muốn trở nên thái quá. Đó là một loại kiểm soát nội tâm. Người thành công giữ tâm bình tĩnh có thể thoát ra khỏi mọi sự mê hoặc của cạm bẫy. Họ không tham lam trước tiền bạc, theo đuổi danh vọng. Họ đơn giản là hiểu được chân giá trị của bản thân và chấp nhận các sự vật, hiện tượng xung quanh. Thứ năm, bạn đồng cảm và thành tâm ăn mừng hạnh phúc của người khác. Người khác thành công không có nghĩa là bạn thất bại. Thành tâm chúc mừng thành công của người khác sẽ khiến cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng, cuộc sống tươi đẹp hơn. Đồng nghiệp có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời bạn, bởi bạn và họ có thể tiến lùi cùng nhau. Hãy chăm chút và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp. Thứ sáu, bạn dũng cảm thay đổi, thích nghi nhanh chóng. Bạn xây dựng cuộc sống của mình dựa trên những gì bạn tin tưởng. Bạn chỉ nên đấu tranh cho những gì là giá trị tích cực. Trong một số việc thì sự dũng cảm chấp nhận thay đổi là cần thiết. Hãy tỉnh táo và suy ngẫm để bạn có đủ dũng khí đối mặt với những thay đổi. Bạn có sức mạnh chấp nhận, chịu đựng những khó khăn trên con đường dẫn đến thành công. Rồi một ngày bạn sẽ có thể vượt qua chúng và giành chiến thắng. Bạn hãy phát huy những gì tốt đẹp mà bạn tìm thấy trong cuộc sống. Thứ bảy, luôn tìm cách để làm tốt hơn. Trong suốt sự nghiệp của John Sculley, cựu CEO Apple và chủ tịch hãng Pepsi, ông luôn tự hỏi những câu kiểu: tại sao người ta lại làm theo cách này? Theo ông, thành công chủ yếu nằm ở chỗ bạn có thể sẵn sàng giải quyết một vấn đề theo một cách mà chưa từng có trước đây hay không. Không muốn thay đổi là một thái độ đóng băng sự nghiệp của bạn. Đây cũng chính là điều chặn đứng đường phát triển của vô số công ty lớn trên thế giới. Thứ 8, bạn có những người bạn tốt. Khi bước ra ngoài xã hội, chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người và dần mở rộng mối quan hệ của mình. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể tâm sự, chia sẻ những câu chuyện riêng tư với tất cả mọi người. Nếu bạn có những người bạn tốt luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ mỗi khi bạn gặp khó khăn, cùng bạn bè chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, điều đó cho thấy bạn không chỉ thành công mà còn là một người rất may mắn. Thứ 9, bạn có lối sống thoải mái, phóng khoáng. Hầu hết tất cả chúng ta đều sống cuộc sống công sở, sáng 9 giờ làm việc, chiều 8 giờ tan sở. Thế nhưng, tại sao có nhiều người vẫn thành công trong khi bạn lại dậm chân tại chỗ với một công việc lặp đi lặp lại đến nhàm chán? Câu trả lời là họ đã tìm được niềm vui trong công việc, tưởng chừng nhạt nhẽo và tận hưởng niềm vui đó khi làm việc. Đừng tự biến mình thành cỗ máy làm việc vô tri. Tất cả những người thành công dường như đều hoạt động hết công suất suốt 24 giờ mỗi ngày. Nhưng đó là vì họ tìm được thấy những điều thú vị trong từng việc họ làm. Thứ 10, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hành động này có thể đem lại lợi ích to lớn trong các mối quan hệ, tốt cho sức khỏe lẫn sự nghiệp của bạn. Dù bận rộn đến mấy, rất nhiều nhân vật thành đạt và nổi tiếng trên thế giới đều có những hành động riêng lẻ để thể hiện sự biết ơn như một thường lệ mỗi ngày. Dot Conan, CEO của công ty thực phẩm Campbell's Soup, rất nổi tiếng vì đưa lòng biết ơn vào chiến lược lãnh đạo chủ chốt. Trong suốt khoảng thời gian làm việc tại Campbell, ông đã gửi hơn 30.000 bức thư cảm ơn viết tay tới nhân viên và khách hàng. Mỗi sáng thức dậy, nhà tỷ phú John Paul DeJoya dành ra 5 phút đầu tiên để cảm ơn cuộc đời. Trong khoảng thời gian này, ông không nghĩ về lịch trình, về công việc mà chỉ suy ngẫm về những gì ông có, về gia đình và những điều ông biết ơn. 11. Luôn nỗ lực vì cuộc sống tốt đẹp cho tất cả mọi người. Nghe thì có vẻ to tát, nhưng đó là sự thật. Những người thành công, họ luôn xác định được đối tượng mình muốn hướng tới phục vụ là ai, cần làm gì để có thể giải quyết vấn đề của khách hàng và cung cấp những giá trị sống hữu ích cho người khác. Đôi khi, những giá trị đó vượt quá sự mong đợi của chính họ.
và tiền bạc, sự giàu có, đỉnh cao thành công đến như là một sự tất yếu cho những đóng góp tích cực của họ cho sự phát triển chung của xã hội. Và đó tất cả những gì tôi muốn chia sẻ cho bạn về 11 dấu hiệu cho thấy bạn là người thành công. Nếu bạn thấy video này hay, hãy để lại một like, một subscribe, cũng như chia sẻ video này để với những người bạn biết là họ đang cần video này. Chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.